Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z. Ở trong chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z này, AZFIN Việt Nam sẽ mang đến cho các anh chị những kiến thức nền tảng nhất nhưng cũng rất sâu sắc và đặc biệt có tính ứng dụng thực tiễn rất cao Và trong đầu tư cổ phiếu. Thì ở trong nội dung thứ 12 này thì AZFIN Việt Nam muốn đưa đến cho các bạn một cái phương pháp đầu tư giá trị cổ điển mà chúng ta cần phải biết. Thì phương pháp này không những mang lại hiệu quả khá cao mà còn giúp cho chúng ta có độ rủi ro rất thấp và đây chính là một phương pháp sơ khởi nhất của trường phái đầu tư giá trị từ hàng trăm năm trước do ngài Graham đưa ra và đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Trước tiên, trường phái đầu tư giá trị thì do ngài Benjamin Graham, đây là người thầy, người sáng lập ra cái trường phái này thì đầu tư giá trị chúng ta hiểu đơn giản là như thế này, tập trung vào đánh giá, xác định giá trị thực của cổ phiếu của doanh nghiệp và chúng ta quyết định mua khi mà giá thấp hơn so với giá trị thực của doanh nghiệp một khoảng khá cao, ví dụ như khoảng 20, 30, 40, thậm chí 50% và cái khoảng chiết khấu thấp hơn đó thì người ta gọi là biên an toàn và cứ khi mua được giá đó và bán khi mà giá vượt qua cái giá trị mà chúng ta định giá để từ đó thu được cái lợi nhuận cao bền vững hơn so với trung bình của thị trường chứng khoán thì đó chính là sơ khởi của trường phái đầu tư giá trị. Và trong trường phái đầu tư giá trị thì nếu như Lúc sơ khởi thì chỉ có duy nhất một phương pháp thôi. Tuy nhiên đến hiện nay, sau một quá trình phát triển dài thì người ta đã xây dựng lên ba phương pháp đầu tư giá trị nhỏ. Thứ nhất là đầu tư giá trị thuần theo dạng net net thì hay đây chính là phương pháp cổ điển nhất, thuần nhất về đầu tư giá trị. Rồi tiếp theo là đầu tư giá trị tăng trưởng thì đây cũng được coi là một phương pháp đầu tư giá trị và phương pháp này được phát triển rất mạnh bởi tỷ phú Warren Buffett cũng như Charlie Munger trong các cái thương vụ đầu tư sau này từ những năm 1970 đổ về sau. Rồi tiếp theo là phương pháp đầu tư giá trị theo cổ tức. Thì phương pháp này về cơ bản có đôi chút giống với đầu tư giá trị thuần nhưng đã khác biệt rất nhiều đặc biệt trong thời điểm hiện tại như ngày nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào một cái phương pháp kinh điển, phương pháp truyền thống nhất đó chính là đầu tư giá trị thuần. Thì với phương pháp đầu tư giá trị thuần này thì rủi ro là rất thấp lợi nhuận kỳ vọng thì cũng tương đối hấp dẫn nhưng không thường xuyên xuất hiện các cơ hội như thế này đặc biệt trong cái thời buổi mà công nghệ thông tin rất mạnh tri thức được lan tỏa và phát triển đến rộng khắp mọi người chúng ta sẽ cùng nhau vào cái nội dung về triết lý đầu tư giá trị thuần net net thì uh, triết lý này được uh, tỷ phú uh, được huyền thoại đầu tư Benjamin Graham đã sáng tạo ra đầu tiên và ông ấy áp dụng vào trong các cái chương trình giảng dạy và đặt lên đặt ra một cái phương pháp mà có rất nhiều các tỷ phú đầu tư sau này chính là học trò của ông ấy và áp dụng rất thành công. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett thì trong những giai đoạn đầu khoảng 30 năm đầu của sự nghiệp thì ông ấy cũng tập trung chính vào phương pháp đầu tư nét nét này rồi có các cái tỷ phú scolot rồi rất nhiều các cái tỷ phú khác cũng áp dụng phương pháp này và có được một cái sự thành công rất lớn trong cái sự nghiệp đầu tư bên cạnh đó chính là cái rủi ro tương đối thấp tương đối thấp và phương pháp này thì gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của ông graham rồi là scolot rồi phương pháp netnet thì hiểu đơn giản là tập trung mua các cổ phiếu với giá rẻ hơn so với giá trị tài sản dòng Phương pháp này tỏ ra hiệu quả trong các giai đoạn thị trường chứng khoán ở trong quá khứ và thị trường chứng khoán trầm lắng thì phương pháp này tỏ ra rất quan trọng và hiệu quả cao. Thì giai đoạn đầu thì tỷ phú Warren Buffett cũng thường xuyên áp dụng phương pháp này và sau này ông ấy gọi là phương pháp mổ xì gà hút giờ. Thì phương pháp này sẽ hiệu quả thành công đối với các nhà đầu tư có quy mô vừa phải. Tuy nhiên đối với những nhà đầu tư quy mô lớn lên đến hàng chục tỷ đô như tỷ phú Warren Buffett thì phương pháp này về cơ bản là gần như không thể áp dụng được. Chúng ta phải lưu ý là như vậy. Tiếp theo vậy thì tiêu chí lựa chọn cổ phiếu với phương pháp giá trị thuần là gì? Là gì? Đó. Thì ở đây có một cái biểu đồ minh họa đó là đầu tư giá trị dòng bằng đúng không? Nói tóm lại là bằng tổng tất cả các cái tài sản của công ty có thể quy ra được bằng tiền ước lượng về trừ đi nợ. Thì nó ra một khoản bao nhiêu Thì từ đó chúng ta mua khi giá thị trường thấp hơn So với giá trị tài sản dòng đó Một khoảng 20, 30, 40 Thậm chí 5, 60% Và sau đó chúng ta hưởng lợi Nhờ cái việc Một là có thể giải thể cái công ty đó Hai là các nhà đầu tư khác Dần nhận thấy như vậy Và họ sẽ trả giá cao hơn Hoặc thứ ba là công ty vừa trả tiền uh, Thanh lý bớt tài sản Co gọn hoạt động kinh doanh Và vừa trả tiền mà vừa làm tăng cái giá trị của cổ đông thì phương pháp này thì cần phải áp dụng lựa chọn các cổ phiếu có tài sản đơn giản và dễ dàng chuyển đổi thành tiền đấy là điều kiện tiền quyết có nhiều công ty tài sản họ ghi rất lớn nhưng mà tài sản họ là những cái khối nhà máy khổng lồ và hiện nay họ không hoạt động nữa thì những cái tài sản ấy tuy ghi có giá nhưng mà đến lúc thanh lý hay là vân vân chẳng hạn thì giá nó không còn bao nhiêu thậm chí mất thêm cả chi phí thanh lý cơ về phần thứ hai cần phải lựa chọn đó là công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tương đối ổn định để làm sao để chúng ta uh, có thể một là thanh lý được ngay thì thanh lý luôn hai là nếu không thanh lý được thì cái tài sản vân vân của công ty vẫn có thể duy trì được hoạt động từ đó chúng ta không bị mắc kẹt trong những cái trường hợp bất khả kháng và Tiêu chí cuối cùng cùng quan trọng nhất đó là giá thấp hơn so với giá trị tài sản dòng tối thiểu là 20%. Từ đó chúng ta mua vào chúng ta mới kỳ vọng có được lợi nhuận. Thì tôi lấy ví dụ luôn về phương pháp đầu tư giá trị thuần đã áp dụng tại Việt Nam và thực tế chúng tôi cũng áp dụng được những cây này. Thực tế thì trong vòng khoảng độ 16 năm qua từ khi tôi tham gia thị trường thì đâu đó cũng có khoảng độ 2-30 cơ hội như thế. Nhưng các cơ hội rõ ràng nhất và chúng tôi chớp được thì ở đây là có ba cơ hội chính. Đầu tiên đó là cái quỹ đầu tư uh, VFM, VF1. Thì đây ngày trước thì có các cái quỹ đầu tư khá nổi tiếng niêm yết đó là quỹ đóng, đó là VFM, VF1, VFM, VF4, rồi quỹ Menulai, rồi quỹ Prudential niêm yết rất lâu rồi. Nhưng mà sau này khi phong trào quỹ mở phát triển thì những quỹ đó về cơ bản là đã hết hạn đầu tư giải thể hoặc là chuyển đổi thành quỹ mở. Thì vào cuối tháng 12 năm 2012 thì tôi nhớ rằng tôi nói với chuyện với một cô em cũng khuyến nghị cô và rất nhiều người, thậm chí tôi cũng viết mail cho một số quỹ đầu tư về cái cơ hội này. À, đó là à, về cái chứng chỉ quỹ VFM VF1 lúc đó giá thực sự giai đoạn tôi chú ý là cái giai đoạn sớm hơn cuối năm 2012 cơ. Tôi chú ý từ giai đoạn đầu đến giữa 2012, khi đó giá chứng chỉ quỹ chỉ có có những lúc thấp điểm chỉ có hơn 6.000 thôi, chưa đến 7.000 đâu. Và lúc đó chúng tôi nhìn thấy giá trị tài sản dòng là hơn 13.000. Thì đến cuối tháng 12 năm 2022 thì 2012 thì thực sự là tôi cũng rất ấn tượng với thương vụ này và tôi cũng đã từng viết mail cho các quỹ như MB Capital hay một số các anh chị nổi tiếng trong cái giới đầu tư. Đó là cái cơ hội này hiếm có không thể bỏ qua. Khi đó thì giá chứng chỉ quỹ VF1 khoảng độ 9 000 gần 10 000 đồng một chứng chỉ quỹ. Và tôi đọc rất kỹ về cái chứng chỉ quỹ này thấy rằng giá trị tài sản dòng của họ là 15.087 đồng. Và các anh chị lưu ý rằng các quỹ đầu tư chứng khoán này thì tài sản họ rất công khai, minh bạch và rõ ràng. Nhìn thấy một một luôn. Tức là đây gần như là 15.078 đồng tiền mặt mà giá có 9.900 đồng. Cái điều hay tiếp theo của quỹ này là đang sở hữu 20% tiền gửi ngân hàng và với lãi suất giai đoạn đó rất cao. Nhiều anh chị thậm chí giải người gửi được 18%. Nhưng mà cái đợt đó thì chúng tôi có tìm hiểu nhưng tôi cũng không nhớ rõ là lãi suất mười mấy phần trăm nhưng mà cao tối thiểu hơn 12%. Tức là 20% hơn 2% gửi ngân hàng với lãi suất cao như thế, đấy, đấy là tiền. Còn lại 80% đó chính là các cổ phiếu hàng đầu được định giá rẻ như là Vinamilk như FPT, như Hòa Phát, vân vân và giai đoạn đó định giá thị trường chứng khoán là một cái giai đoạn định giá rất rẻ rất rẻ chúng tôi nhận thấy điều như thế và VF1 còn một năm nữa để giải thể tức là việc giải thể nó là đầu năm 2024 hoặc chuyển đổi thành quỹ mở thì khi giải thể thì người ta sẽ chia cái số tiền nắp cho cổ đông chứng chỉ quỹ hoặc nếu chuyển đổi thành quỹ mở thì ngay lập tức giá chứng chỉ quỹ trở về với giá nam ngay bởi vì người ta bán ra người ta thu tiền được luôn đúng không ạ và đến khi chuyển đổi thì cổ đông đã lãi tới 100% sau một năm Tức là như này, giá lúc chuyển đổi rất là hay. Đó là thị trường chứng khoán này tăng giá, lãi tiền gửi lại tốt. Thế thành ra là cái chứng chỉ quỹ VF1 hồi đó chúng tôi nhớ không nhầm thì nó quanh khoảng 20.000 đồng. Quanh khoảng 20.000 đồng. Còn bản thân chúng tôi thì bán trước. Chúng tôi bán đâu đó khoảng độ 19.000, 18.000 mấy, 19.000 cái chứng chỉ quỹ này. Đấy thì chia sẻ của anh chị là như vậy. Thì đây là một cơ hội 10, 10. Vậy cơ hội đó như thế nào? Thì hồi đó đây chúng tôi vào tận website của công ty quản lý quỹ VFM ấy chúng tôi đọc thì tôi đọc tất cả các quỹ thì lúc ấy thấy rằng VF1 chiết khấu nhiều nhất còn VF4 thì chiết khấu hoàn thua. Có chiết khấu nhưng không nhiều. Thì uh, bây giờ cái công ty quản lý quỹ VFM này thì sát nhập với Dragon Capital. Thì uh, anh uh, anh Tân trước đây là chủ tịch của cái quỹ này thì chuyển sang làm phó chủ tịch của Dragon Capital. Và thực tế hai quỹ này là một. Thì về cơ bản là một chứ không phải là hai. Đó, thì lịch sử là như thế. Thì anh chị có thể thấy ở đây đó là ngân hàng 20,8% tiền và chứng khoán nợ tức là đầu tư trái phiếu là 17,3% như vậy là 38% đầu tư lãi suất cố định chứ không phải 20% chỉ gửi ngân hàng đâu thì cái số tiền này tối thiểu phải tăng giá được hơn chục phần trăm trên năm mà gần 40% tài sản của quỹ là tiền là gửi là gửi ngân hàng đúng không? là trái phiếu rất chắc chắn ở đây có cả trái phiếu chính phủ thì rõ rõ rất chắc chắn, tức là một cái lượng tiền hơn 40% gần 4% đó tương đương với khoảng độ 6 000 đồng là là tiền mặt rồi và 6 000 đồng ấy một năm tới tối thiểu tăng hơn 10% nữa, tức là gần 7.000 mà giá hiện nay có 9.900, trong khi còn lại 62% đó là các cổ phiếu hàng đầu. Đó, đây là tất cả các ngành và hồi đó là định giá cổ phiếu rất rẻ. Đấy thì tôi nhớ là như thế và hồi đó là có cả danh sách cổ phiếu rất cụ thể rất rõ có thể nhìn thấy. Thì uh, đây vào đầu năm 2013 Thì thực tế Giá chứng chỉ quỹ này Thì cũng đã tăng lên khoảng độ hơn 10.000 Nhưng mà cuối 2012 thì nó chỉ có hơn 9.000 thôi Thì đây này tôi chụp lại là đầu năm 2013 Đầu năm 2013 Đó Thì trước khi tăng giá thế kia thì nó là có hơn 9.000 thôi Thậm chí là trong nửa đầu năm 2012 Đâu đó còn có, có lúc còn sống hơn 6.000 đồng thôi Đó Thì cái giá trị uh, Tài sản ròng đây ngày 27 tháng 12 năm 2012 là 15.080 đồng thì kể, kể cả là giá 11.000 đi chăng nữa thì cũng thấp hơn 4.000 đồng tiền mặt ạ cơ hội có, có thể nói là 10 10 và rõ ràng rằng là vấn đề ở đây là cái quỹ này còn có một năm nữa là giải thể thôi Đó. từ đó thì khi nhà đầu tư mua vào thì đợi lúc giải thể thì chúng ta thu một đống tiền thực sự là như vậy một lượng tiền vô cùng lớn anh chị nhé thực sự là vô cùng lớn là anh là như thế và thực tế thì chúng tôi cũng đã bán được đấu giá khoảng độ gần 19 tương đương với lợi nhuận cũng khoảng độ 90 còn những nhà đầu tư nào nắm đến lúc chuyển đổi hẳn thì họ được hơn 100 hơn 100 phải nói là cái thương vụ đầu tư giá trị thuần hiệu quả rất cao và gần như là nắm chắc cái phần chiến thắng tới 99 trong tay trong tay tức là mua một cái danh mục cổ phiếu rẻ hơn thị trường tới 3 40 trăm đúng không ạ danh mục ấy lại có tiền gửi ngân hàng tiền và uh, trái phiếu vân vân có cái lãi suất cố định mấy mấy phần trăm Tức là còn tăng giá rất mạnh nữa, đúng không ạ? rất chắc chắn. Tiếp theo là đó là cái câu chuyện về công ty cổ phần chứng khoán Kim Long. thì chứng khoán Kim Long thì chúng tôi vào muộn hơn một chút và lợi nhuận thực sự chia sẻ ở trường hợp này chúng tôi cũng không được cao đâu, nhưng mà nó rất là chắc chắn. Đầu năm 2016 thì Kim Long được giao dịch khoảng quanh giá 6.000. thì có thông tin là Kim Long sẽ giải thể và chia tiền cho cổ đông. thì ngay lập tức thì chúng tôi nhìn vào cái báo cáo tài chính hết 2015 thì thấy rằng là lượng tiền chia cho mỗi cổ phiếu là khoảng 7.500-7.600 và các cái tài sản tài chính khác có thể thu hồi vốn chủ sở hữu chia cho cổ phiếu là hơn 11.000 đồng và giá có 6.400 cho thấy là một cái cơ hội 10-10 mười mười rất hấp dẫn tiếp theo đến tháng 3 năm 2016 thì cái việc uh, giải thể này được khẳng định lúc ấy được khẳng định khá chắc chắn trước đó là thông tin nội bộ trao đổi với nhau và thông tin lan tỏa ra bên ngoài thì khi đó giá cổ phiếu đã lên 8.300 đồng Tức là lên khoảng 1.900 đồng Tăng gần 30% So với hồi đầu năm Tức là chỉ 2 tháng tăng gần 30% Thì khi đó thì giá trị sổ sách Kim Long là 11.500 đồng Khi có thêm cái báo cáo tài chính tới Và đến ngày 21 tháng 7 năm 2016 Thì cổ đông nhận được 10.000 đồng tiền giải thể Rồi sau đó thì họ nhận được 1.482 đồng nữa Thì 10.000 đồng kia là nhận vốn không phải đóng thuế 1.482 đồng kia thì đóng thuế 5% Tức là đóng thuế khoảng 70 đồng tương đương mới nhận được thêm 1 400 đồng nữa. Đúng không? Thì là 11.400 đồng. Và lợi nhuận của điều này nếu mà nhà đầu tư đầu tư vào lúc rõ ràng tức là tháng 3 cuối tháng 3 2016 thì vẫn được 35% sau 4 tháng. Và nhà đầu tư nếu đầu tư từ lúc đầu năm 2016 thì sau 7 tháng thì được tới 70% của cái cổ phiếu Kim Long này. Và tiếp theo một cái cơ hội đây thì tôi lấy minh chứng giá đây đầu năm 2016 giá là 6.2, 6.3, 6.4 thôi. Và đến cuối tháng 3 giữa tháng 3 đây đến ngày 15 tháng 3 năm 2016 thậm chí còn có 7.5 này. Đó, thì cái giai đoạn đó là rõ ràng rồi mà giá còn như thế mà trong khi là nhìn vào báo cáo tài chính là biết ngay để anh chị nhìn thấy. Tài sản ngắn hạn tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 là lên đến 2100 tỷ mà ngắn hạn ở đây gồm có các khoản gì? Tiền và tương đương tiền là 480 tỷ gửi ngân hàng là 1525 tỷ. Như vậy 1.500 cộng 500 là 2.000 tỷ tiền rồi. Chia cho so số lượng cổ phiếu có 202 triệu Tức là tiền mặt thôi Lúc ý Anh chị nhé Tiền mặt tôi chia cho mỗi cổ phiếu nhé Lúc ý Đã tương đương với khoảng độ 9.000 mấy rồi Mà giá có 6.400 Và kể cả đến tháng 3 đi chăng nữa Giá nó lên đến hơn 8.000 Nhưng tiền mặt không đã gọi là gần 10.000 rồi Còn chưa kể đến rằng Chưa kể đến rằng Các cái tiền gửi ngân hàng này nó vẫn còn sinh lãi cơ Vân vân cơ Đúng không ạ Rồi còn các cái tài sản khác Chưa thanh lý đúng ạ rồi đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì tài sản ngắn hạn đã thu về 2.124 tỷ tức là tương đương với 10.600 10 10.500 10.600 đồng rồi và còn thêm các cái tài sản khác mà họ thành lý nốt thì như vậy là sẽ được hơn 10.000 và kết cục là được 10 11.480 mấy đồng đấy và trừ thuế vẫn còn 11.400 đồng và cổ đông gọi có lợi nhuận rất lớn và chia sẻ cùng anh chị thì chúng tôi không nắm giữ đến lúc mà người ta chia tiền Mà chúng tôi bán mất đâu đó giá khoảng 10.5 rồi Và chúng tôi mua thì cũng gọi là nốt ý hóa giá khoảng 7.5 Tức là vùng từ tháng 1 đến tháng 3 đấy Chứ chúng tôi không được mua ngay từ tháng 1 và chúng tôi không mua vào giữa tháng 3 Mà kể cả mua giữa tháng 3 đi chăng nữa Lợi nhuận tới 35% chỉ trong vòng 3 tháng là rất khủng khiếp Để trao đổi cùng anh chị là như vậy Gần như phi rủi ro Tiếp theo này phương thương vụ IGC Thì phương phụ IGC này thì là Trong một cái câu chuyện như này à, giá cổ phiếu IDC hồi là xuống dưới mấy nghìn, mười nghìn đồng và giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu khoảng 11, 12 nghìn đó. Tôi không nhớ rõ nó là năm 2016 hay 2017 hay gì đó. Thì khi đó công ty này quyết định hạ vốn của họ xuống. Tức là hạ một nửa vốn. Tức là có hai cổ phiếu thì họ sẽ hạ một nửa xuống. Bằng cách như nào họ trả lại 10.000 cho cổ đông. Thì khi đó giá cổ phiếu này có 8.500. Mà rõ ràng 8.500. Ví dụ tôi mua 2.000. Thì tôi hết 17 triệu đồng. 2.000 cổ phiếu IGC này Tôi hết 17 triệu đồng Mà một thời gian sau họ lại trả cho tôi 10.000 một cổ Tôi lại còn lại một nửa Tức là cái giá vốn của những cổ còn lại đâu đó còn có chưa đến 7.000 đâu 7.000 Nhưng mà giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu IVC hồi chúng tôi tính toán đâu đó nó khoảng độ hơn 11.000 Như vậy là hai cổ của tôi giá trị sổ sách là 22.000 Mua với giá 17.000 nhưng mà nhận lại được 10.000 Còn giá vốn tương đương 7.000 Thì giá trị sổ sách lại từ 11.000 lại nâng lên 12.000 bởi vì giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu 11.000 nhưng mà trả ra ngoài có 10 thế là vẫn dư lên một vậy là tôi cầm cái cổ còn lại 7.000 mà giá trị sổ sách những 11.000 và hoạt động ổn và sau khi tôi nhận được tiền như thế thì giá cổ phiếu rất rất hay lại còn tăng lên tới 10.000 cơ thế là cuối cùng chúng tôi chốt lời luôn và lợi nhuận thường bộ cũng rất là nhanh chóng ngon nghẻ và cái hiệu quả khá cao và hiện nay ở trên thị trường chúng tôi cũng nhìn thấy một vài cơ hội tuy nó không rõ ràng như VF1 hay Kim Long nhưng mà cũng có một vài cơ hội như thế. Quý vị hãy thử nghiên cứu trên thị trường chúng ta xem có những cái cơ hội 10 mươi nào như thế không và hãy áp dụng vào và comment ở phía dưới để chúng tôi hỗ trợ cho quý vị xem là có phải như thế không. Được không ạ? Và xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở phần 13, một phần vô cùng quan trọng nữa, đó là đầu tư giá trị tăng trưởng. Xin chào và hẹn gặp lại.